Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay, bão số 5 trên vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ. Dự báo trong 24 giờ tới, sau khi gặp không khí lạnh về đẩy ngược xuống phía nam Vịnh Bắc Bộ làm cho cường độ bão yếu đi nhanh, bão số 5 sẽ suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão mà khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Còn ở vùng biển phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong những ngày tới thì do khối không khí lạnh tràn về, tại đây duy trì tình trạng biển động với gió đông bắc, mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và sóng biển vẫn cao từ 2 cho tới 4 mét. Trên đất liền, từ đêm nay trở đi ở khu vực phía đông bắc bộ chuyển nhiều mây hơn, vùng ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình hay Nam Định sẽ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Sang ngày mai, chịu tác động của gió mùa đông bắc khiến nền nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm mạnh. Cao nhất ở phía đông bắc bộ sẽ giảm đi từ 3 cho tới 5 độ, phổ biến là từ 25 cho tới 28 độ. Còn với khu vực phía tây bắc bộ ngày mai thì trời vẫn còn nắng nhẹ, nhiệt độ cao từ 28 đến 30 độ. Từ đêm mai 20 tháng 10 trở đi, nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ sẽ chỉ dao động từ 18 cho tới 21 độ. Vùng núi cao có nơi là dưới 16 độ. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Vùng núi trời chuyển rét. Bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, không còn tác động đến thời tiết của miền Trung. Vì thế mà trong đêm nay cả Trung Bộ chỉ có mưa vài nơi. Sang ngày mai thì dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào xuống tới Bình Thuận, trời đều nắng ráo. Mức nhiệt cao nhất tăng lên ngưỡng từ 31 cho tới 34 độ. Chỉ riêng tại Thanh Hóa, Nghệ An từ chiều tối mai chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên sẽ có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 28 cho tới 29 độ. Xu thế giảm mưa cũng diễn ra ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày mai trời đều tạnh ráo, nắng từ sáng đến chiều. Mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên tăng lên từ 29 cho tới 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Một số nơi ở miền Đông là 35 độ, trời nóng nhẹ về chiều. Đến khoảng chiều tối mai thì sẽ có mưa, nhưng diện và lượng sẽ không nhiều. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.